Xin kính chào quý vị các bạn đã đến với Sài Gòn Đo. Hôm nay Hưng và anh Tuấn bên Sài Gòn Đo sẽ giới thiệu các bạn một cái dòng sản phẩm mà phân khúc giá rẻ và được lựa chọn rất là nhiều trong sử dụng trong quá trình thiết kế nội thất của mình. Anh Tuấn thì cái dòng sản phẩm này nó như thế nào nhỉ? Dòng sản phẩm này thì nó khác với những dòng sản phẩm thép màu trước. Dạ. Thì cửa này thì sử dụng là thép sơn tĩnh điện. Yeah. Cho nên là mình có thể sơn cái màu sắc của cánh và khung nó đồng màu với yeah. nhau. Và cái bộ cửa này thì nó sẽ có hai cái phần bản lề lá yeah. là đi kèm với bộ cửa luôn. À, là nó không sử dụng cái bản lề theo cái cấu thép màu của mình. Yeah. Đó là bản lề trên và bản lề dưới này mà sử dụng là bản lề lá. Lý do mà sử dụng bản lề lá thì tại vì cái bộ cửa này là sẽ sử dụng là khung bốn mặt. Yeah. Thì nó sẽ có bốn mặt trên dưới và cái phần mà cái phần khung này thì yeah. khi mà bốn mặt như vậy thì nó sẽ giúp ngăn nước, ngăn yeah. côn trùng bò vô và yeah. nó giúp ngăn khói kính khí tốt hơn. Yeah. Và cái phần sử dụng bản lề lá như vậy thì khi mà bộ cửa, ví dụ như cái cửa này là cửa kéo trái, yeah. thì khi mà mình lắp mình có thể thay đổi, mình đảo chiều lại luôn, à. Là lúc đó nó thành cửa kéo phải. À, yeah. Cho nên là nó sẽ tiện lợi trong cái việc mà mình, ví dụ như mà mình thay đổi cái hướng cửa, yeah. nó vẫn có thể sử dụng được, tại vì nó là bốn mặt như nhau, bốn mặt khung như nhau. Yeah. Nét đặc biệt ở dòng sản phẩm phân khúc giá rẻ này thì mình sẽ thấy là có một cái thanh chặn âm dương ở dưới, là dùng có thể mình sử dụng cho nhà vệ sinh này, hoặc là những công trình mà có nước, có khí dễ lòi ra, thì việc lắp đặt này thì mình không cần cái nhặt đá âm dương nữa và sẽ trực tiếp trên cái bộ khung cửa này luôn. Đó. Việc đóng mở cũng rất là nhẹ nhàng. Bộ cửa này thiết kế khá là nhẹ để cho mình trong quá trình sử dụng trong trong cái công trình của mình. Đó. Thiết kế ở đây là hai bản lề đã đủ, bản lề lá đã đủ chịu lực đối với cái cánh cửa này rồi. Và bộ cửa này cũng được thiết kế cái bộ khóa tròn cơ bản này thì cũng đã có cái chốt an toàn ở trong này rồi, và mình sẽ tránh được cái việc đột nhập hoặc là cái việc an toàn, mình không cần phải gắn thêm phụ kiện cái chốt dạ. gài gì nữa. Dạ. Đó. Rồi, ok. Đây là dòng sản phẩm giá rẻ, thì cũng cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ. Thì nếu các bạn có nhu cầu sử dụng về dòng sản phẩm cửa giá rẻ này để tiết kiệm chi phí trong quá trình thiết kế của mình, thì các bạn hãy liên hệ đến với hệ thống Sài Gòn Đo hoặc đến trực tiếp các showroom ở trên thành phố Hồ Chí Minh để mình tìm hiểu và lắp đặt theo quy cách ô tường của mình đang hiện thực có. Rất cảm ơn anh Tuấn và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Close doors, I'm a fool for your love.